Trên tay mình đây là iOS 14.4 RC, hay còn gọi là bản GM. Và let's go! Mới đây, Apple đã cho ra mắt bản iOS 14.4 RC, hay còn gọi là bản GM. Thì bản GM lần này thì giống như gần như là bản phiên bản cuối cùng của iOS 14 rồi, là coi như được bản chính thức luôn. Thì chúng ta có thể mong bản iOS 14.4 này sẽ ra mắt vào khoảng đầu tuần sau hoặc là cuối tuần sau nào đó, thì chúng ta có thể nhận được bản iOS 14.4 này. Cái kích thước của iOS 14.4 này là nặng tới 5.09 GB. Thì cái kích thước này nó sẽ cũng na giống như các những dòng iPhone khác, ví dụ như 11 Pro hay 12 Pro Max hay là iPad Pro hay là những dòng XR vân vân. Thì nó cũng xem từ 4 đến 5 GB. Nếu các bạn nâng cấp từ iOS 14.3 hoặc là từ iOS 14.4 beta 2 lên. Và trong bản update lần này thì có rất là nhiều cái điểm mới cũng như là sửa lỗi mà Apple đã cải tiến từ bản beta cũng như là từ bản iOS 14.3. Và bây giờ chúng ta cùng check mã build của iOS 14.4 RC này nhé. Rồi chúng ta sẽ vào phần cài đặt chung và phần giới thiệu. Và như chúng ta thấy, bản iOS 14.4 có mã build là 18D52. Chúng ta sẽ thấy không có chữ thường ở dưới phía đằng sau nữa, có nghĩa là đây có thể là bản chính thức cho của bản tuần sau hoặc là tuần sau nữa của bản iOS 14.4 này. Và trong bản iOS 14.4 RC này, chúng ta vẫn có modem update, nên là những ai từ bản iOS 14.3 lên iOS 14.4 GM này, nó vẫn có modem update, nên là những lỗi Wi-Fi 3G, 4G, 5G thì đã được sửa chữa trong bản này. Cùng với bản iOS 14.4 RC thì Apple cũng cho ra mắt bản WatchOS 7.3 RC, iPadOS 14.4 RC và cả tvOS 14.4 RC. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ điểm qua những điểm mới cũng như là một số những sửa lỗi mà Apple đã cho ra mắt bản iOS 14.4 này nhé. Điểm mới đầu tiên đó chính là về mã QR. Thì ở trong một camera, chúng ta sẽ có khả năng là quét được cái mã QR nhỏ hơn. Nghĩa là sau trước đây thì chúng ta có thể quét được cái mã QR ở phiên bản vừa và lớn. Thì có những mã QR mà nó nằm ở trên những sản phẩm mình, nó nhỏ xíu vậy nè, rất là nhỏ luôn. Nên là bây giờ thì thông thường những cái thứ đó thì iPhone nó sẽ không có thể nhận ra được cái mã đó. Còn bây giờ thì với bản iOS 14.4 này thì nó sẽ đã sửa được cái lỗi đó, và chúng ta có thể quét được cái mã QR mặc dù nó rất là nhỏ. Điểm mới kế tiếp là liên quan tới về định vị, xác định chính xác phân loại các thiết bị Bluetooth khi các bạn mà sử dụng để nghe điện thoại hoặc nghe nhạc. Ví dụ như mà các bạn nhận một cuộc gọi mà không nghe tí được âm thanh, hoặc là cái âm lượng âm thanh nó cứ lên xuống bất thường á, thì nó có một cái vấn đề ở trong. Nếu các bạn mở phần cài đặt lên rồi chọn âm thanh và haptic, rồi có cái phần nếu mà các bạn bật headphone safety này lên, thì cái này sẽ là cái điều mà nó đang ảnh hưởng tới cái mức độ âm thanh khi các bạn nhận cuộc gọi. Thì để sửa cách này như thế nào thì các bạn vào phần Bluetooth, rồi chọn cái thiết bị mà các bạn mà đang muốn cái nhận cuộc gọi, ví dụ như trên xe hơi các bạn, ví dụ như chọn cái thiết bị này và phân loại thiết bị nó. Thì nếu mà các bạn chọn về car stereo thì cái âm thanh đó khi mà các bạn nhận cuộc gọi thì nó sẽ phát ra âm thanh để các bạn có thể nhận được cuộc gọi mà không bị mất vấn đề gì về âm thanh cả, để có thể tạo ra cái sự chính xác cho những thiết bị khác. Điểm mới thứ ba đó là liên quan tới về thông báo về việc thay camera. Thì nếu mà các bạn sử thay camera trên những dòng iPhone 12 series, thì nếu mà các bạn thay camera ở bên thứ ba thì không phải của Apple á, thì nếu các bạn kéo xuống có cái một camera thì trong này nó sẽ xuất hiện một cái bảng thông báo, nó nói rằng là đây không phải là camera chính gốc của Apple và các bạn nên đến Apple để xóa bỏ thông báo này.
Thì cái điều này đã ngăn cái bên thứ ba sửa chữa những cái thiết bị mà không phải nó không có phải chính gốc của Apple và bắt buộc phải người dùng phải đem ra Apple để sửa chữa. Một điểm mới kế tiếp thì như mình đã nói từ những hai beta trước, đó chính là điểm mới về HomePod mini. Thì khi các bạn đem nếu các bạn có HomePod mini và các bạn có một chiếc iPhone đã kết nối với HomePod mini, thì khi các bạn update lên iOS 14.4 rồi thì tính năng handoff rất là thuận tiện cho các bạn đang sử dụng HomePod mini và iPhone. Cùng với những điểm mới mình mới kể trên trên iOS 14.4 thì chúng ta sẽ có những sửa lỗi nhất định có trên bản iOS này. Thì cái điểm sửa lỗi đầu tiên như chúng ta thấy ví dụ như widget fitness của mình đây, thì thông thường hay mình hay đi tập á, mình không có thấy cái widget này nó được cập nhật liên tục khi mà các mình đang tập. Ví dụ như mình đang ở gần 800 calorie rồi nhưng mà cái widget nó hiện chỉ hiện là cỡ 400 hoặc là 300 thôi, thì cái đó nó chưa được cập nhật từ cái đồng hồ mình qua. Thì bây giờ Apple đã sửa được cái lỗi mà về cái cập nhật cái widget fitness. Một điểm nữa đó chính là liên quan tới về trải nghiệm đánh bàn phím. Thì khi các bạn đánh bàn phím trên các nền tảng như là tin nhắn rồi ghi chú rồi Messenger vân 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 thì Apple cũng đã sửa được cái lỗi là bị delay bị trễ và cả cái gợi ý khi các bạn đánh bàn phím. Ví dụ như kiểu như các bạn vào một tê ghi chú chẳng hạn, các bạn gõ từ hello thì cái như các bạn trước đây nó sẽ có một cái độ trễ khi các bạn đánh nó. Và cùng với đó thì các bạn Apple cũng đã sửa được cái phần gợi ý khi các bạn đánh trên bàn phím, nó không có cái những dạng từ lỗi hoặc là bị dính kết nhau như là vân 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 vân. Nói chung là Apple đã sửa lỗi được cái độ trễ khi các bạn đánh bàn phím như thế này. Điểm sửa lỗi kế tiếp là liên quan tới về Apple News. Thì nếu các bạn là một người sử dụng Apple News khá nhiều ở trong CarPlay và các bạn có sử dụng là Audio Story thì cái này thì nó thì trước đây nó sẽ bị lỗi là nó sẽ bị tạm dừng khi các bạn dùng Siri. Sau khi các bạn dùng Siri ở trên CarPlay rồi thì cái Apple News Audio này nó không có chạy tiếp được cái nội dung mà các bạn nó đang nói. Thì Apple đã sửa được cái lỗi mà cái Apple News này. Và Apple có nói rằng là trong bản iOS 14.4 này có bản cập nhật bảo mật cho bản này. Thì Apple không nói rõ là có cập nhật cho cái gì, nhưng mà như Apple nói là có bản cập nhật bảo mật. Bây giờ nói về hiệu năng thì như chúng ta thấy điểm hiệu năng của chúng ta là có 1.331 cho điểm đơn nhân và 3.231 cho điểm đa nhân, cũng khá là ok, không có gì về hiệu năng của chúng ta cả. Thì với mình thì vẫn thấy vẫn mượt mà không có giật lag gì nhiều cả, nên là những trải nghiệm về hiệu năng chơi game đối với trên chiếc iPhone với bản iOS 14.4 thì mình cảm thấy rất là bình thường, mát mẻ, không có gì cả. Và câu hỏi đặt ra là các bạn có nên update lên iOS 14.4 RC này hay không? Thì với câu trả lời của mình thì mình sẽ trả lời rằng là những ai đang ở iOS 14.4 beta 2 thì mình nên là khuyên update luôn. Và còn những ai thì từ bản iOS 14.3 thì mình nghĩ là nên đợi luôn. Qua tuần sau mình đợi update lên cái 1 luôn thì nó sẽ ổn định hơn. Và đó là những gì mình đã nói về những thứ mới cũng như là những sửa lỗi trong bản iOS 14.4 RC. Và nếu các bạn thích wallpaper này thì mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể tải về cho điện thoại của các bạn nhé. Và các bạn còn tìm thấy những điểm gì có trong bản iOS 14.4 RC này, hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Đừng quên hãy like, share và subscribe kênh YouTube của mình để nhận được những video mới nhất nhé. Và bây giờ, chào tạm biệt.